Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại là hai anh em chúng tôi đang có mặt tại bản Trường Yên, Mộc Châu, Sơn La. Và hôm nay say không say không về. Hôm nay là chúng tôi quyết định sẽ ở lại đây một đêm. Hạ sốt cho ta trăm nghìn chung rượu độc, dù một lời nào mãi lệ cho nhau. Đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Nào, uống đi. Uống cho quên cái lỗi lòng mình đi. Say quá. Hiện tại chúng tôi đang ngồi bên cạnh một con suối rất là thơ mộng và hiền hòa. Rượu bán. Lúc nào tiếng suối cũng róc rách chảy quanh. Rồi cho các bạn xem con suối. Cực kỳ là thơ mộng, hiền hòa, trong xanh. Và đây là một trải nghiệm vô cùng lý thú mà chúng tôi nghĩ là không phải lúc nào chúng ta cũng có được. Bởi vì là bán các bạn ơi. Bởi vì là chúng tôi bên lá nhá. Hiện tại bây giờ đang là 18 giờ 15 phút. Cách thủ đô Hà Nội 200 km. Chúng tôi quyết định ở đây để tắm suối khoáng nóng. Đêm nay chúng tôi sẽ ở với bản. Uống nữa. Phải quá. Chúng tôi uống men lá các bạn ạ. Uống đây là gọi là uống chay. Chay, rượu sách. Sách. Rượu của bà con đồng bào về nặng. Nhưng mà các anh ở đây bảo là rượu nấu bằng men lá rất là hắc, nặng sốc nhưng không đau đầu. Và chúng tôi quyết định là uống rượu sách. Hai anh em đã tìm hết nửa chai rồi. Anh cảm nhận thế nào về thời tiết khí hậu ở bản Trường Yên này? Tôi cảm thấy là tuyệt vời, khí hậu mát mẻ, rượu men lá thì thấm đượm tình cảm của người đồng bào, đặc biệt là người đồng bào Mông. Khi bạn được ngồi nghe tiếng suối chảy róc rách làm ngâm thêm một chút cái cay của người đồng bào, mình mới thấy rằng là mình yêu tổ quốc, yêu cái đẹp. Ở Việt Nam mình có rất nhiều chỗ đẹp mà mình chưa được đặt chân tới. Đúng rồi. Cảm nhận của tôi là thế đấy. Hơi say không say. Nhưng quá. Mà phải nói là một trải nghiệm này chúng tôi đã dự định với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng mà khi thực hiện được cái dự định đấy thì nó lại phát sinh rất nhiều thứ. Và đây, chuyến đi này của chúng tôi vào trong bản, ăn ở cùng với bản, thì đây cũng chỉ là phát sinh thôi. Nhưng cái phát sinh này vô cùng lý thú, và không phải lúc nào chúng tôi cũng có điều kiện được như vậy. Hy vọng là một năm sau quay lại sẽ có một tuấn con và một chữ con ở đây. Thêm ly nữa đi chú. Mẹ uống hết mẹ nửa chai rồi còn uống nữa. Tại các bạn xem này, có một cái đặc biệt là ngay cách đây 500 m có một dòng suối khoáng nóng tự nhiên, và chúng tôi quyết định là uống rượu say và sẽ ra ngâm mình trong dòng suối khoáng đó. Chiều nay chúng tôi đã ngâm mình trong dòng suối đó rồi, và thật sự là sảng khoái. Ôi trời ơi, nghe tiếng suối chảy nhâm nhi ly rượu quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, perfect. Cho các bạn xem
dòng suối. Bây giờ là trời tối rồi đấy, chứ còn nếu vào lúc trời nó nắng thì những ánh nắng xuyên qua dòng suối này đẹp mê ly, mê hồn. Và chúng tôi mới biết rằng là tại Việt Nam mình còn rất nhiều điểm để đến, rất nhiều cung đường để đi và còn rất nhiều cảnh đẹp. À, nơi đây thì vẫn còn đang hoang sơ. Nghe tiếng suối chảy róc rách. Đang hoang sơ. Ở đây chưa được khai thác. Uống nước không? 2 phút nữa. Nóng quá. Rượu này cực kỳ sốc. Men lá của bà con đồng bào dân tộc Mông. Nhưng mà phải nói là ở đây bà con rất nhiệt tình. Thì chúng tôi đến đây thì bà con đã thu xếp chỗ ăn chỗ ngủ của chính người nhà mình để cho chúng tôi nghỉ ngơi. Và đặc biệt là bà con quyết định muộn lên rồi nhưng các bạn, bà con vẫn đi tìm món ăn được coi là ngon nhất ở đây để phục vụ chúng tôi. Và chúng tôi đã uống hết rượu và bây giờ là chuyển sang bia. Có một anh trai bản đã đến tiếp. Anh trai bản này anh đã tiếp bia cho chúng tôi. Nào, xin mời. Nào xin mời. Hết rượu là chuyển sang bia. Xin mời đồng bào. Hết rượu ta chuyển sang bia. Đây bia của các của đồng bào, bia tên là Red Star. Red Star. Đi hãng máy bay à? À Red Star. Ngôi sao đỏ à? Nào. Đâu? Red này không phải red đỏ. Red đỏ. Xin mời bà con nha. Anh cho cảm nhận về chuyến đi của chúng ta hôm nay. Thực ra là cái chuyến đi hôm nay là có thể nói là cái chuyến thành công nhất trong 3 ngày của chúng tôi. Trong 2 ngày ở trên Mộc Châu ấy, thì chúng tôi ở nông trường. Nó là một cái thị trấn mà cũng không khác mấy so với cái nơi mà chúng tôi đang ở dưới Hà Nội. Nhưng mà khi mà hôm nay chúng tôi đến cái khu vực mà Chiêng Yên, Sơn La, với nước nóng, có thác chảy, có rừng cây, rất chim là chóc. Thiên nhiên, có chim chóc. Và có khí, có khí. Bia. Chúng tôi như kiểu là hòa mình vào thiên nhiên, rất là tuyệt vời. Và tối nay mà chúng tôi đã quyết định ở lại đây thêm một đêm nữa. Sáng mai xuất phát về. Đêm nay nè, không say là không ngủ. Không say không về. Không say không về. Các cụ nói rồi, rượu ngon phải có bạn hiền. Đây không những là bạn hiền, rượu ngon mà lại cảnh vật thiên nhiên cực kỳ là thơ mộng. Ta ăn rượu cứu. Hy vọng sau 30 năm nữa anh em có cơ hội. Khi buổi tối thì bà con đồng bào bật đèn lên thì rất nhiều các con côn trùng nó rơi từ trên mái nhà rơi xuống, nó bay vào đây. Nói chung là bà con thấy những cái con côn trùng này nó vô cùng bình thường. Nhưng mà chị em thì từ thủ đô xuống đây nên là hơi giật mình tí. Nhưng mà thật ra là không sợ đâu, nhưng cứ giả vờ sợ tí. Hết rượu rồi ta còn đông bia. Còn đấy nào? Đông vào uống hết đi. Đây, uống đi. Cũng như là thực ra là cũng là một nửa chai rượu bản rồi. Rượu men ná. Cũng phê rồi. Phê rồi. Bây giờ ta thử xem Red Star. Red Star. Nốt cái chỗ này đi. Hết Red Star.